Theo mục tiêu của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đặt ra, cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ sẽ thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy, còn chưa đầy 3 tháng nữa, đơn vị thi công phải làm gì để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu? Tăng ca lên 18 tiếng trên ngày. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, nhà thầu đang tập trung huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực tổ chức lao động 3K4 kiếp trên ngày đêm trên toàn dự án. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, công nhân tăng tốc thi công hạng mục thảm cấp phối đá dăm, đồng thời đổ bê tông nhựa nóng các lớp mặt đường trên đoạn tuyến đã hoàn thành dỡ tải theo dõi lún. Tại gói thầu số 1 dài 3,5 km, anh Huỳnh Hồng Sơn, đại diện tư vấn, giám sát thông tin. Những ngày qua tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động tăng thêm nhân lực và thiết bị để thực hiện công đoạn cấp phối đá dăm. Với tốc độ làm việc như hiện nay thì đến cuối năm, nhà thầu sẽ bàn giao công trình theo đúng tiến độ. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho hay, đến giữa tháng 9 vừa qua, tiến độ thực hiện cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ đạt hơn 68%. Hiện tại, dự án hoàn thành toàn bộ 15 cầu tuyến chính, một cây cầu trên quốc lộ 80, hai cây cầu vượt đường ngang đã lao xong dầm. Về phần đường, đã đủ điều kiện dỡ tải 17,7 trên 20 km, hoàn thành dỡ tải 13,83 km trên 17,7 km và thi công cấp phối đá dăm đạt 7,4 nghìn trên 17,7 km. Trong tháng 10 sẽ dỡ tải phân đoạn cuối cùng. Để đảm bảo kế hoạch cán đích, các nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ thảm bê tông nhựa nóng lớp cuối trước 20 tháng 12 năm 2023. Vào giai đoạn thảm bê tông nhựa nóng lớp cuối, các nhà thầu và các đơn vị thi công sẽ huy động tối đa đầu máy công suất lớn vào công trường. Ông Trường cho biết, ông Phan Duy Lai, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thông tin, cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ là khớp nối quan trọng cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc hơn 120 km từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Công trình khi đưa vào khai thác sẽ giảm áp lực lớn cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Đô chỉ còn hơn 2 giờ, thay vì gần 4 giờ như hiện nay. Cao tốc có thiết kế mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe. Mặt cắt ngang giai đoạn một phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, có một số điểm dừng khẩn cấp. Bề rộng nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Công trình được khởi công đầu năm 2021. Sau gần 2 năm thực hiện, đến nay, công trình còn khoảng 32% khối lượng công việc sẽ đưa vào khai thác. Người dân mong sớm có cao tốc nhưng cũng mong có đường dân sinh để đi làm ruộng. Ruộng vườn chia đôi, việc làm nông trở ngại. Cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ dài gần 23 km, dự án qua hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Trong đó, đoạn qua Đồng Tháp dài khoảng 11 km. Ông Phạm Quang, 71 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổng diện tích đất vườn và ruộng của gia đình là 35 công, 3,5 hectare. Cao tốc cắt ngang, 2,5 công đất trồng lúa nằm phía bên kia đường. Thời gian qua, khi thi công cao tốc, đường nước bị bít khiến việc tưới tiêu trở nên khó khăn. Việc đi lại, xuống giống, thu hoạch lúa cũng gặp một số trở ngại. Không chỉ riêng tôi bị ảnh hưởng mà nhiều hộ dân xung quanh cũng lâm vào cảnh này. Giờ đang lo, mai mốt khi cao tốc hoàn thành thì không biết làm sao để qua bên kia đường canh tác lúa được. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự án cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ qua địa bàn tỉnh có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 73 hectare, với 445 hộ dân xã An Khánh và An Phú Thuận, huyện Châu Thành bị ảnh hưởng. Số hộ dân có đất bị ảnh hưởng trực tiếp ở xã An Khánh là 85 hộ và 54 hộ có đất bị ảnh hưởng gián tiếp. Xã An Phú Thuận có trong 49 hộ dân có đất bị ảnh hưởng trực tiếp và 15 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp. Trước đây, tỉnh có công văn số 312 đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường gồm hai bên dọc tuyến chính. Do tiến độ và nguồn vốn đầu tư, tại thời điểm đó mới xem xét đầu tư hệ thống đường gồm một bên xen kẽ. Chủ đầu tư cho biết, quá trình thi công cao tốc ít nhiều ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân. Khi cao tốc đi qua đã chia đôi một số thửa đất lớn dọc theo tuyến. Ở miền Tây, người nông dân canh tác trên đồng lớn. Việc mảnh ruộng bị chia cắt đã gây nên những khó khăn nhất định. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, trước kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trong đó, có bổ sung đường dân sinh dài hơn 7 km, quy mô cấp đường giao thông nông thôn rộng 3,5 m, kinh phí thực hiện gần 129 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đang thực hiện các thủ tục liên quan để trình Bộ Giao thông Vận tải xin chủ trương đầu tư. Sau khi được sự đồng ý sẽ làm đường dân sinh trong thời gian sớm nhất. Được biết, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã trình Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương bổ sung nút giao và đường gom, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh. Theo kế hoạch, sau khi Bộ Giao thông Vận tải thẩm định sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh.
Sau khi hoàn tất các thủ tục và khởi công, dự kiến hết năm 2025 hoàn thành hạng mục theo quy định. We'll be right back.